Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Kẻ Giấu Mặt Vlog. Hôm nay một bữa trưa đặc biệt, có nhiều món ngon. Chúng ta sẽ đến với món lagu nấu với thịt bò, cà rốt, khoai tây, khoai lang, trứng cút, đậu Hà Lan và khoai môn. Về luôn, bắt đầu chụp hình này chưa được này. Chụp cả cái này nữa. Gửi nha, chụp cả cái này. Sĩ. Cái chồng cái trọi á. Chạy kìa. Cái trọi có cái khó không? Về cho kìa lên. Cái tô đâu rồi? Cái tô pin rồi kìa. Nè, thiếu rồi đi đâu mà không vô điện thoại coi luôn mà. Đủ tròn ra chiếu rồi nè. Nếu mà vừa bé là xì xì vô buồn. Ê! Làm tiệc hay làm gì? Bé cắt này. Đừng có thò tay vô nha. Nữa hả? Nó chịu. Rồi nó không rút cái rốt rồi. Nó chịu. Bé không ăn gì, không biết bé không ăn gì đâu nghe. Là giận bữa rồi hả? Tính ở lẹ mà. Có bánh mì em đó ăn. Chờ đóng cưới rồi. Đóng cưới rồi mất 300 nghìn nữa. Mời tất cả mọi người nha. Ăn một miếng bánh mì chấm lagu. Mẹ đâu có ăn vị đâu. Đâu đúng không? Nấu vô vị đâu có đâu. Thôi đâu. Mình sắc cho bỏ luôn. Mình ăn. Ngon quá. Nóng lâu lắm. Rất là nhiều thứ nè. Một là trứng cút nè. Hai là thịt bò nè. Ba là khoai lang nè. Chết cha. Đem cái trùng rác ra ngoài đi. Bốn là khoai môn nè. Năm là cà rốt nè. Và cuối cùng gia vị nêm nếm và chấm với bánh mì. Tôi quên nữa. Trong này có cả đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan hay là đậu bi? Đậu Hà Lan. Còn cái này là lạp xưởng. Nhà làm, của nhà ai làm vậy? Nhà ông ngoại nó làm nhưng mà phải trả tiền chứ không phải là nó cho. Lạp xưởng này chắc thịt nhiều hơn mỡ. Thịnh soạn quá đi. Món này là món bắp chiên bột hả? Bắp chiên bột chiên giòn. Tiếp theo thử một miếng thịt bò trong lagu nha. Em mời tất cả mọi người. Nhà mình đi đông á, mình đặt luôn một cái đấy. Ngon. Đậm đà. Ngon. Trứng nước nóng nồi miếng ba tê. Mà nó thử hơn là mình đặt từng phòng. Này. Thử một miếng ba tê khô của Bách Hóa Xanh hả? Chỗ họ bớt. Đây mời tất cả mọi người nha. Vị nó không giống ba tê cho lắm. Nó hơi chua chua. Giống như nem chua á. Thử một miếng xúc xích nha. Xúc xích này lộn. xin lỗi mọi người. Đây là lạp xưởng. Lạp xưởng là bạn làm nhưng mà trả tiền mới ăn được nha. Rồi mời tất cả mọi người nha. Quay gì ba chi? Quay ăn cái này. Ba chi. Giờ quay tiếp ăn tiếp đi. Chị
mềm mềm, chắc nhiều lên, chậm, thơm thơm, cay cay, béo béo, ngọt ngọt nữa. Ngon á. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ thử một miếng bánh bắp chiên bột chiên giòn. Đây là con bé bé nhỏ này nó làm. Ngày qua có hành hay có rau sống gì nữa mà biết. Mời tất cả mọi người nha. Ghê lắm. Cứng quá. Nguyên ở đây mày đang ăn để mà ăn mà sao thấy cứ ngắt hả? Nó chè ngon không? Hôm qua rồi. Hôm qua nó chè hả? Hôm qua ngon. À. Ít nước. Hèn gì bữa nay nó khô cứng. Bye bye tất cả mọi người nha. See you again.